Cô chào các em nha. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em cái số đề thi môn tin học lớp 3 để các em làm quen. Có phần A là trắc nghiệm 4 điểm này. Chúng ta xem tiếp nha, phần B là phần thực hành. Thì chúng ta chỉ tham khảo thôi. Máy tính để bàn gồm mấy bộ phận chính? 1. A là 1, B là 4, C là 2, D là 3. Thì đáp án nào đó đúng thì em khoanh vào cho cô. Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu? Cái phần này rất là dễ đúng không? Bộ phận của máy tính để bàn gồm mấy bộ phận nhỉ? Gồm 4 bộ phận nhé các em nhé. Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu? Thì ở đây có 4 kết quả. Thì các em nghĩ nó hiện ra đâu nhỉ? Ở màn hình nhé các em nhé. Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm pen? Cái này cũng rất là quen thuộc rồi đúng không? Cô nghĩ là bạn nào cũng biết làm. Để xóa một vùng hình vẽ, em chọn hình cần xóa bằng công cụ. Chọn hình chữ nhật. Thì đây là công cụ của hình chữ nhật đúng không? Rồi chọn công cụ hình chữ nhật này, hình tự do. Rồi nhấn vào phím nào các em? Phím delete nha. Để khởi động một chương trình từ màn hình nền em làm gì? Em làm như thế nào? Nháy đúp chuột này. Nháy đúp chuột. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn nền đúng không? Đáp án này là đúng nhất này. Đáp án B là đúng nhất đúng không? Đúng. Đoạn thẳng. Em chọn công cụ nào dưới đây, câu lệnh rất là dễ đúng không? Đáp án C này. Em hãy chỉ ra tên bộ phận chính của máy tính và điền vào chỗ trống. Cái phần này thì nó trả lời luôn cho cái câu trắc nghiệm trên ý ý mấy nhỉ? Ý 1 đúng không? Thì có 4 bộ phận chính là gì? Màn hình hiển thị kết quả, thân thì là xử lý cái gì? Thân đúng không? Và chuột bàn phím. Em hãy điền các từ hộp công cụ vẽ, hộp màu, hộp cỡ led vẽ, hộp màu. Cái này thì cũng rất là dễ đúng không? Cái này là hộp gì các em nhỉ? Cái này là hộp hình mẫu này chưa? Đây là hộp cỡ led vẽ. Ở đây là hộp màu. Hộp màu chưa? Thì còn lại cái này là hộp gì nhỉ? Hộp công cụ vẽ đúng không? Phần thực hành thì chúng ta dùng phần mềm màn bên để chúng ta vẽ vẽ cái hình như mẫu như bên này. Thì đây là đáp án. Đây là đáp án. Thì ở đây nó chia ra các phần này. Học sinh mở được phần mềm pen là 0,5 điểm. Học sinh vẽ được hình, vẽ được hình ngôi nhà đẹp đủ các phần như hình mẫu, hình đẹp. Không đường thẳng phải ngay, không đứt khúc thì được 4,5 điểm. Học sinh tô được màu ngôi nhà và mặt trời, màu sắc đẹp tươi sáng được 0,5 điểm. Học sinh lưu được bài với tên đề bài yêu cầu 0,5 điểm chưa? Thì đấy là cái phần này. Đề thứ nhất, chúng ta kiểm xem đề thứ hai nè. Đề số 2 nha. Tiếng trống trường cho em biết thông tin là dạng gì các em? Là dạng âm thanh nha. Bộ phận nào sau đây giúp điều khiển máy tính được dễ dàng? Thì là gì nhỉ các em nhỉ? Bàn phím và chuột.
Ừ. Ừ, xem lại đây nhìn nhá. Nhiều màn hình trên máy tính thế giới cách mạng kết nối với nhau tạo thành mạng gì? Nhiều máy tính trên thế giới kết nối với nhau tạo thành mạng gì các em? Mạng gì nhỉ? Mạng toàn cầu hay là mạng internet? Các em suy nghĩ nha. Phần mềm nào sau đây là phần mềm tập gõ? Là phần mềm gì các em? Mario nha. Mario là phần mềm tập gõ này. Dòng chữ sau đây thuộc hàng phím nào? Các em nhìn ra hàng phím nào? D, F, A, S. D. Phím F và phím G luôn luôn là phím cơ sở. Thì các em nhìn ra là phím cơ sở luôn đúng không? Đây. Trò chơi block dos và stick giúp em rèn luyện kỹ năng gì? Kỹ năng gì nhỉ các em? Sử dụng chuột đúng không? Nháy nút chuột 2 lần liên tiếp là thao tác sử dụng chuột nào sau đây? Nháy nút chuột 2 lần liên tiếp là gì nhỉ? Là thao tác nháy nút chuột nha. Hãy chỉ ra đâu là biểu tượng của phần mềm pen. Thì đâu nhỉ các em? Đây đúng không? Nghĩa A. Thực hành. Cái này các em bật phần mềm Word và chúng ta gõ chữ không dấu. Cái này không vừa con, cái khác. Ai chó cắn gì mà ghê. Dùng phần mềm P để chúng ta vẽ cái thang đó. Cái này quá là đơn giản rồi. Tiếp theo này. Đề số 3. Nháy nút chuột trái 2 lần rồi thả ngón tay gọi là nháy gì? Đúp chuột đúng rồi. Nháy nút chuột lên thư mục rồi chọn delete là thao tác gì nhỉ? Xóa thư mục đúng rồi. Khi làm việc với máy tính khoảng cách từ mắt đến màn hình là 50 đến 80 cm nha. Các phím F, G, V, B là phụ trách gõ ngón gì nhỉ? Trỏ đúng không? F là ngón trỏ này. Bạn nào không nhớ thì chúng ta nhớ cái phím F và phím G là ngón trỏ. Trong trò chơi block, chỉ số time như sau. Ai là người chơi nhanh nhất thì chúng ta sẽ chọn gì nhỉ? Chọn cái số người. Sao lại chọn là Lan? Chỉ số thời gian nhé. Thì chúng ta sẽ chọn người có thời gian là thấp nhất, đúng không? Thì là người chơi nhanh nhất. Để chèn hình vào văn bản em chọn thẻ insert rồi chọn gì nhỉ? Chọn shaper đúng rồi. Chèn hình. Để truy cập vào trang web sau khi gõ địa chỉ trang web vào ô rồi nhấn phím enter nha. Bộ phận nào bàn phím máy tính làm nhiệm vụ xử lý tín hiệu và thông tin là gì nhỉ? Thân máy đúng không? Phần thực hành này. Thực hành lớp 3. Theo kiểu tê lệch. Rồi, hết. Tiếp tục chúng ta xem đề tiếp theo này. Các bộ phận quan trọng của máy tính bao gồm cả 4 bộ phận này đúng không? Để tẩy một chi viết xanh vẽ em sử dụng công cụ gì nhỉ? Công cụ tẩy này rất là dễ. Trên hàng phím cơ sở 2 phím F và G là 2 phím có gai vì sao? Làm mốc cho việc đặt ngón tay nhá.
Để vẽ đường thẳng, em thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau? Vẽ đường thẳng đúng không? Thì chúng ta chọn công cụ đường thẳng. Mấy công cụ này là sai hết rồi đúng không? Chúng ta chọn đầu tiên là chọn công cụ đường thẳng. Đáp án là D. Em nhấn phím nào để bắt đầu trò chơi mới trong block? Nhấn phím nào các em? F2 nhé, cái này các em được thực hành rồi đúng không? Để sao chép hình em sử dụng lệnh gì nhỉ? Copy. Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào? F và G đúng không? Hàng phím cơ sở. Chỉ ra biểu tượng của một số trình duyệt web A và B đều đúng nha. Đó là các em vẽ quá đơn giản đúng không? Chúng ta tiếp theo đề số tiếp theo này. Quanh như quẩn lại vẫn là những câu hỏi đấy thôi đúng không? Khoanh tròn và câu trả lời đúng nhất. Máy tính gồm mấy bộ phận nhỉ? 4 bộ phận đúng không? Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột. D là đáp án đúng này. Bộ phận nào của máy tính được coi là bộ não điều khiển mọi hoạt động máy tính các em? Thân máy hoạt động giống như bộ não đúng không? Các loại máy tính mà các em thường thấy là gì nhỉ? Sách tay, để bàn, máy tính bảng đúng không? Máy tính D là án đúng. Máy tính sách tay và để bàn là hay thường thấy. Các máy tính, các dạng thông tin thường gặp là gì các em? Hình ảnh, âm thanh và văn bản đúng không? Gặp hàng ngày rất là nhiều các em. Đáp án là D. Khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím? Gồm mấy hàng phím các em? Hàng phím số này, hàng phím gì nhỉ? Trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím dưới cùng đúng không? Vậy là mấy? 5. 5 hàng phím nhá. Hai hàng phím có hai là phím gì? Cơ sở. Các thao tác sử dụng chuột. Di chuyển này, nháy, nháy đúp chuột và kéo thả chuột nha, đáp án C. Phần mềm Block giúp em làm gì nhỉ? Luyện dùng chuột và trí nhớ, đúng rồi. Các trò chơi Block DOS, cái câu này lặp lại rồi đúng không? Sử dụng gì nhỉ? Chuột máy tính. Để bắt đầu lượt chơi Block, cái này chúng ta cũng vừa làm rồi đúng không? F2 đúng không? Đặt tay lên bàn phím để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào? Để đặt tay lên, để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào? Hàng phím cơ sở. Phần mềm nào để tập gõ bàn phím? Mario, rất quen thuộc. Ngón tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở? Phím F và G nha, đáp án C. Ngón tay phải gõ phím nào trên hàng phím? Phím nào nhỉ? Phím gì? Ngón tay phải gõ phím nào trên bàn phím? Ngón tay phải gõ phím nào trên bàn phím đúng không? Phím Z thì bên tay trái rồi, phím phím gì nhỉ các em? Phím ở đây là phím Q đúng không? Phím Q là nó sẽ ở bên tay phải. À đâu, phím Q là bên tay trái chứ. Phím T. T cũng bên tay trái. Z bên tay trái. Để vậy phím nào nhỉ? Phím cách. Và phím cách ở bên tay phải nữa. Đúng không? Rồi. Đấy, đấy là những cái đề cương mà chúng ta được học. Còn đây nữa. Cái này. Rồi. Các bạn là các câu hỏi nó lặp đi lặp lại nhé. Các em ôn chắc kiến thức ở trong bài thì chúng ta sẽ làm được. Đúng không?